Thu Hiền chào mừng quý vị đã đến với bản tin FBNC 24/7. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến một số thông tin trong nước đáng chú ý trong tuần vừa qua. Việt Nam có 189 cá nhân tổ chức trong hồ sơ Panama và Offshore Leaks. Tổng cục thuế điều tra danh sách người Việt trong hồ sơ Panama. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, chính phủ cấm ban hành điều kiện kinh doanh mới. Thưa quý vị, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định nghiêm cấm ban hành các điều kiện kinh doanh mới trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm ban hành bất cứ điều kiện kinh doanh mới nào, nhất là các loại giấy phép con, các quy định trái pháp luật gây khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời nghiêm cấm việc tăng phí, lệ phí, các loại thuế và lãi vay ngân hàng đối với doanh nghiệp. Việc áp dụng cấp phép tự động và thực hiện hậu kiểm, rà soát và loại bỏ các điều kiện kinh doanh ra khỏi văn bản quy định về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm cũng được ban hành thực hiện. Thời gian tới, đường dây nóng điện thoại, website trực tuyến sẽ được thiết lập để kịp thời nhận các ý kiến, phản ánh cũng như giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp. Công tác hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo nguyên tắc không bổ sung hồ sơ quá một lần. Đồng thời, thời gian xử lý thủ tục hành chính cũng không được kéo dài so với quy định được đề ra. Sẽ không ngừng bán xăng A92 để thay bằng xăng E5. Những loại xăng này đều được bán song song nhau. Đây là các khẳng định mới nhất của Bộ Công Thương trước một số thông tin cho rằng sẽ ngừng bán xăng A92 trong vài tuần nữa. Trước các thông tin đồn đoán về việc xăng A92 sẽ bị ngừng bán tại một số địa phương từ đầu tháng 6 tới, Bộ Công Thương đã lên tiếng phủ nhận và cho biết sẽ không có chuyện ngừng bán xăng 92 để thay thế bằng xăng E5. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng cho biết Bộ không phải là đầu mối chủ trì tiêu thụ xăng E5. Theo kế hoạch ban đầu của chính phủ, xăng E5 đã được thí điểm bán ra tại một số tỉnh thành từ cuối năm 2014. Tuy nhiên, tiến trình thực hiện tiếp theo đó không được như mong đợi, nên chính phủ đã có chỉ thị mới với dự kiến đến tháng 11 năm 2015, sẽ có 50% số cửa hàng tại 8 tỉnh thành thí điểm thực hiện bán xăng E5. Đó là các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, mới đây đại diện công ty GMO Run System, một thành viên của tập đoàn GMO Internet, vừa cho biết sẽ sớm phân phối tên miền .shop tại Việt Nam. Với tốc độ phát triển ngành một nhanh của hình thức mua bán qua mạng, thì tên miền .shop sẽ trở nên rất đắc dụng. Cũng giống như các tập đoàn quốc tế, GMO Internet phải đấu thầu để giành quyền sử dụng tên miền là .shop. Mức giá đấu thầu của tập đoàn này là 41 triệu đô la Mỹ. Theo ông Trần Đức Tâm, trưởng dự án Z.com của GMO Run System, tên miền .shop sẽ giúp truyền tải thông điệp về hàng hóa, thương hiệu dễ dàng và tốt hơn những tên miền cũ như là .com, .net hay là .vn. Công ty cho biết dự kiến cuối năm nay, giải tên miền .shop sẽ chính thức được triển khai với những đơn vị đăng ký bản quyền thương hiệu, sau đó sẽ triển khai rộng rãi đến mọi đối tượng khác. Tên miền .shop được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào thị trường thương mại điện tử hiện tại của Việt Nam. Ngành sản xuất dầu ăn nội địa chỉ còn nhận được sự hỗ trợ từ thuế tự vệ trong khoảng một năm nữa, tính từ ngày 8 tháng 5 vừa qua. Theo thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, thuế tự vệ đánh lên mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu sẽ về còn 2%, tính từ ngày 8 tháng 5 năm nay đến hết ngày 7 tháng 5 năm 2017. Đây là lộ trình áp thuế tự vệ cuối cùng lên dầu thực vật nhập khẩu nếu sau thời điểm trên mà cơ quan chức năng không xem xét gia hạn. Trước đó, kết quả rà soát của Bộ Công Thương năm 2014 cho thấy lượng nhập khẩu dầu thực vật vào Việt Nam tăng đột biến, dẫn đến thiệt hại cho ngành sản xuất dầu thực vật nội địa. Do đó, mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu đã phải chịu thuế tự vệ 5% kể từ tháng 8 năm 2013 và giảm dần suốt từ đó đến nay. Trong chuyên mục con số trong tuần, chúng tôi muốn đề cập đến con số 189. Đây là số cá nhân tổ chức tại Việt Nam có tên trong cơ sở dữ liệu hồ sơ Panama và Offshore Leaks, vừa được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế gọi tắt là ICIJ công bố vào sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam. ICIJ đã chính thức công bố hàng loạt dữ liệu về các công ty vỏ bọc, công ty ma được thành lập tại nước ngoài trên toàn thế giới tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org. Cơ sở dữ liệu này của ICIJ chứa thông tin về 320.000 công ty quỹ đầu tư ở nước ngoài có trong hồ sơ Panama và vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks được thu thập trong vòng 40 năm qua, tính đến cuối năm 2015. Liên quan tới công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối với Việt Nam thì dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong hồ sơ Panama.
Dữ liệu cũng cho thấy có 189 cá nhân tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ hồ sơ Panama và vụ Offshore Leaks. Đa số các cá nhân tổ chức có tên hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng. Dù vậy, thì các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kết luận những cá nhân tổ chức có tên trong cơ sở dữ liệu của ICIJ là trốn thuế hay phạm pháp. Hồ sơ Panama được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới, tiết lộ cách một số cá nhân tổ chức lập các công ty ma ở nước ngoài để trốn thuế hay rửa tiền. Còn Offshore Leaks là tên gọi của một vụ phát giác trong tháng 4 2013 về việc trốn thuế và những thiên đường thuế cũng do ICIJ tại Mỹ công bố. Ngay sau khi 189 cái tên của các tổ chức cá nhân tại Việt Nam được đăng tải, thì Tổng cục Thuế đã quyết định thành lập khẩn một tổ công tác điều tra nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân tổ chức này. Tổ công tác này bao gồm nhiều vụ như vụ thanh tra, vụ tổ chức cán bộ, ban cải cách hiện đại hóa thủ tục thuế, vụ tuyên truyền. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an cùng cơ quan chức năng của các quốc gia đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam để xác minh và kiểm tra thông tin. Một đại diện của Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã bắt đầu điều tra về nguồn tiền, cách thức chuyển tiền của những cá nhân tổ chức có tên trong tài liệu này. Tuy nhiên, vị này cũng cho biết để có câu trả lời là có hành vi rửa tiền hay không, phải mất thêm một thời gian nữa. Một số chuyên gia cũng nhận định, ranh giới để xác định giữa chuyển đầu tư ra nước ngoài để giảm thuế và trốn thuế là rất khó phân định. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin kinh tế ngay trong phần tiếp theo với các nội dung chính sau đây. Chuyên gia e ngại 5 năm nữa cũng chưa có đại học không vì lợi nhuận ở Việt Nam. Bất động sản công nghiệp sao chưa thấy chuyển mình?